Inbox. Ủa này con gì không? Con này gì em? Con này là con đây là một con, đây là một cái len mà phải mở ra mới biết được. Có cái gì mở? Chìa khóa xe đây nè anh à. Đây là hoàng tử văn bóng của Rup Boke. Đây cái len mới chuẩn bị là inbox đây. Rất là hồi hộp. À, trong đây mở ra là đã thấy mấy tờ giấy báo rồi. Đồ quá kỹ rồi không? Ờ. Đồ má nguyên hộp nha. Ừ. Đây. Sao báo Việt Nam mẹ kỳ vậy? Báo Việt Nam. Đâu? Báo Việt Nam. Báo Việt Nam mà. Thiệt mà. Báo Việt Nam. Ở báo Việt Nam này có chữ 20, số 26 chữ Việt Nam nè. Ủa đâu không? Có Việt Nam đúng không? Việt Nam đâu, Việt Nam cái nội lắm. Ôi hả, phải ok, tưởng báo tuổi trẻ. Tôi tập trung ở đây anh. Cái gì? Má cái này là cái gì? Mì gì Eptic? Đồ lít. Cái này chắc bánh. Lít đít hả? Lít đít hả? Mở bánh vô. Đồ mì plan. Đồ. Chị nhất là cái filter nha. Anh đang coi cái filter okay. BMW kìa. Má ngon nha. Ừ. Đó, chị nhất cái filter. Đây, đừng dục. Đừng dục cho anh. Filter BMW, thấy cái này cũng cả triệu. À, cái này là mấy tỷ BMW. Một con filter khá là xịn. Ok. Xin lỗi các bạn, cái điện thoại nó lấy nét ngu quá. À, ok. Ủa, nó ngon trời. BMW Black and White T40. Cái này lái khẩu sao ta? Lấy khẩu cái này reset khẩu ở phía trước. Phía trước. Đây. Đây là con Domi Plan 50F28 siêu vô cây bong bóng nha. Chưa vệ sinh, con này ngà mới sách ta. Ngà mới sách ta nha. Ok. Đây là một con mới của anh Hoàng tử bong bóng Bình. Rồi. Bây giờ mời anh Bình tiếp tục show hàng ra nữa. Vệ sinh cho nó chứ. Vệ sinh đi. Con này còn mới luôn anh. Một cái len còn con gái. Cái len không, cái len còn riêng chứ phải còn con gái nha.